cung quốc lộ 14 rất là đẹp, mặt đường rất là đẹp, cua lơ rất đẹp, tuyệt vời. Khu cái những cái cảnh quan xung quanh á, cái mình đi á, mình là dân adventure, mình rất là thích khám phá. Em đi trong đầu này cũng toàn là xe Adventure với Touring, thì đa số sẽ là GS và có một con Ducati Multis, đó, một con S800. Đây là anh Tâm, đây là Hanh, còn đây là Hùng. Thì hôm nay sẽ có sự xuất hiện của hai nhân vật mới. Đó. Thì anh em cũng đi chung với nhau nhiều tour rồi. Rồi chạy thì cũng hiểu ý nhau và chạy cũng rất là đều tay. Thì anh Tâm hôm nay anh Tâm là người tổ chức ra cái tour này. Đó, ngày đầu sẽ đi từ Hồ Chí Minh lên đây. Và anh Tâm, anh thấy anh em đi chung thì như thế nào? Cái ngày đầu tiên mình đi thì cái đầu tiên mình thấy là thấy mệt bởi vì đây là cái trận tour đầu tiên sau một kỳ nghỉ Tết dài, anh em ăn nhậu rồi các kiểu rồi không có vận động gì hết, thì giờ xách con xe ra chạy. Thì ngày đầu tiên chạy, thứ nhất là cảm giác xe lâu quá, giống như cảm giác là lâu quá mình chưa chạy xe á, nó cứ kỳ. Cái thứ hai nữa là lâu quá là mình mới dậy sớm để đi tour, thì việc đầu tiên tới giờ là quá là mệt luôn. Mặc dù là đoạn đường nếu mà anh em đi tour thì có 550 cây và đường trường thôi, nhưng mà thật sự là ngày hôm nay đi mệt thiệt. Rồi anh Tâm, anh thấy không, giống như anh em mình là cũng đi cái cung Tây Nguyên này hoài à ha, mà cứ Tây Nguyên này á, mùa nào mà lạnh lạnh đi thì sẽ thấy sướng đó. Thật ra là nếu mà biker thì đường quốc lộ 14 là một cái cung đường mà gần như là biker nào cũng thích chạy hết á. Cung quốc lộ 14 này theo em thấy chạy sướng quá anh. Việt Nam mình giờ đa phần là ở thành phố Hồ Chí Minh, mấy anh em thường hay chạy là một là cung biển, hai là cứ Đà Lạt. Rất là, nhưng mà đường quốc lộ 14 rất là đẹp.
mấy anh em lại ít có đi theo cái hướng này. Mặt đường ở đường này thì nó rất là gọi là sao ta, nó đẹp, mặt đường nó không có vừa đẹp vừa rộng đó. Cảnh quan xung quanh á cũng rất là tuyệt vời. Đó. Cái đường nói chung là đường này là đường trường siêu đẹp đó. Đúng. Đó, đi cung Tây Nguyên là đường trường siêu đẹp. Với anh em á trong đoàn mình á, đa số ai cũng trang bị là xe adventure nào cũng đa số là full đồ hết trơn rồi. Đồ nào cũng xịn sò hết trơn á. Rồi sáng là mình xuất phát sớm nữa, cũng có đèn đuốc đồ đi rồi, đâu có sợ đi đêm đâu. Anh em cũng chạy đều vậy đó. Tất cả anh em trong đoàn là ai cũng có giáp, là xài đúng xe, đúng đồ, đúng xe luôn. Giáp adventure thì đi với xe adventure rất là hợp. Mặc vô anh Tâm thấy rất là thoải mái nè, đúng không? Đi adventure phải mặc giáp adventure thì nó mới thoải mái được. Đúng rồi. Như anh Tâm là xài cái bộ giáp BMW Rally GS Rally bản 2022, bản mới nhất của cái bản GS Rally luôn đó. Đó, bản này có chống nước. Giống như em nói anh mình giáp á, là có hai dòng, giống như là dòng chống nước nó có cái lớp tháo rời được, hoặc là chống nước trên một lớp, thì giống như là tùy theo điều kiện thời tiết. Ví dụ như trời nắng á, thì mình xài cái loại chống nước mà tháo rời á, thì cái giáp bây giờ giống như giáp mùa hè đi rất mát. Nhưng mà nếu mà mình đi ra thời tiết mà vùng lạnh á, thì xài mấy cái vùng lạnh mà mưa liên tục á, thì xài những cái bộ giáp như Kalim Clam Badland Pro thì rất là hay, nó rất là tiện. Ví dụ như mưa hay nắng gì thì mình đóng ven với mở ven nó rất là tiện, không cần phải mất công tháo vào tháo ra. Thao tác nó gọn. Rồi anh Tâm là đang đội cái nón Clam Cryos Pro này nè, đúng không? Cái điểm cái nón mình đọc là Kalim. Kalim Cryos Pro này thì nhẹ tuyệt vời, nói chung là không có điểm gì để chê hết. Dân adventure mình mang nón đi tháo ra tháo vô, tiện dụng của cái khóa đó gọi là gì ha? Khóa fitlock. Fitlock là tháo đóng mở nhanh đó. Đóng mở nhanh nó rất là tiện lợi luôn so với những cái dòng nón khác, adventure khác nè. Cái thứ hai nữa là cực kỳ nhẹ, cực kỳ thoải mái luôn, mà nó phù hợp lại cái form đầu của đa số của anh em biker. Thực ra thì cái form nón khác á, nó hay bị cái tình trạng là đau cái phần mu ở trên nè, cái mu ở đỉnh đầu, đúng rồi, hoặc là cái mé bên đầu đây nè, đúng rồi. Nhưng mà cái nón này nó giải quyết được cái vấn đề đó nè. Thì mình rất là thích cái nón này. Có một cái phần á là mình lựa chọn thời điểm cũng đúng anh, có nghĩa là sau Tết á là mình chọn một cũng nên sau Tết là chọn một cái tour để mình đi khai xuân. Đúng thì rồi. Mọi giống như là ngoài cái thời tiết thì cái cảnh quan mình nhìn á là vẫn còn cái chăm hoa đua nở đó, mọi thứ cũng thấy hoa cũng thấy là những cái chồi non nó bắt đầu nó sẽ có nha, cái màu xanh tươi á đó. Rồi cái không khí thời tiết cũng cực kỳ mát mẻ luôn, giống như là mình chọn thời điểm xuất phát hôm nay cũng chính xác luôn, là sáng đi lúc 5 giờ sáng thì mình sẽ tới đây sau 500 mấy giây đó, mình tới đây thì cũng là xế chiều, mình ngắm được hoàng hôn, mình ngồi đây mình nói chuyện với nhau với không khí nó cũng mát mẻ, cũng thoải mái. Trời, cái không khí này mà mặc được giáp luôn cảm thấy là rất là tuyệt vời luôn á. Giống như mình là chạy xe adventure á, là mục đích của mình là để trải nghiệm cung đường văn hóa rồi ở trên đường và những nơi mình đến, rồi một phần là mình cũng muốn là cảm giác phiêu với tốc độ, nhưng mình sẽ luôn là đảm bảo cái sự an toàn, mình luôn biết là thế nào là an toàn để mình đi đến nơi và về đến chốn, mình để trải nghiệm trọn vẹn cái chuyến đi của mình vậy đó. Đó. Rồi hôm nay mình sẽ được thưởng thức cái phòng không gian không khí, và tối nay mình sẽ được thưởng thức những cái món ăn signature ở đây nè. Đúng rồi. Đó. Cái món nổi tiếng ở đây là bò nướng bò một nắng trứng kiến vàng. Rồi. Một món rất là tuyệt vời ở cái vùng Chưa Đăng Gia. Là cái hành buổi tối này là hơi hấp dẫn. Trời ơi, vừa ngày có lửa nè, mà vừa có đồ ăn ngon thì rất tuyệt vời luôn. Rồi nói chung là hôm nay đó, từ sáng tới chiều, từ điểm đi đến điểm đến mình cũng trải nghiệm nhiều thứ, chứ không phải là mình cứ ra đường mình cắm đầu mình chạy. Và cái điểm tới của mình á hôm nay là cũng tuyệt vời rồi. Thôi giờ mình chuẩn bị mọi thứ để tối nay mình thưởng thức đồ ăn. Thì mình là dân khám phá mà, cho nên là mình phải đi khám phá về khung cảnh, về văn hóa và về ẩm thực của vùng miền. Thôi mình làm miếng nước giải khát nữa đi, rồi chúng nữa ra đi tắm rửa thì mình ra ăn đồ ăn thôi. Ok. Rồi, chúc vô công của tôi này ha. Vô 1 2 3 vô.
đầu thấy là kế hoạch ngày mai á, trở đi là thấy ngày nào cũng một cái cung quá hấp dẫn. Ngày mốt mình cũng chưa bao giờ ngủ lại A Lưới, anh cũng muốn ngủ lại A Lưới một một đêm. Chưa giờ anh đi là đi ngang A Lưới nhiều nhưng mà chưa bao giờ ngủ lại A Lưới. Tour trước á là kế hoạch mình ở A Lưới nhưng mà không được ở. Nhưng mà tour này mình sẽ bù được lại là mình được ngủ A Lưới. Với lại cái từ ngày mai cái kế hoạch á là thiên hướng là nhiều cái sự trải nghiệm hơn. Đúng rồi. Đường đèo, cảnh đẹp, cái sự hoang sơ. Mọi thứ. Sướng. À, nghĩ tới thì sướng quá ha. Sướng chứ, sướng chứ. Hồi nay tranh thủ ngủ sớm, dưỡng sức, hồi sức để mà chạy cho nó tỉnh táo, an toàn và tăng cái tối đa trải nghiệm. Đúng.